đình tôi cảm ơn sự quan tâm của công ty. Đã, thứ nhất là thiết kế cho gia đình tôi. Dạ vâng. Và hai là lại có dịp về thăm gia đình tôi để nắm được chương trình của ngôi nhà. Cũng ngôi nhà là tôi thấy cũng là đẹp cực kỳ. À vâng. Gia đình. Vâng vâng, cháu cảm ơn bác. Vâng, xin chào tất cả bạn. Tôi là Vương Văn Hảo, hiện đang là phó giám đốc công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay công ty chúng tôi có chuyến về thăm lại gia đình nhà anh Lực Bắc Lăng. Tiện đây cũng bất thân ra thì thay mặt công ty cháu xin chúc mừng gia đình có một ngôi nhà đẹp và như ý bác ạ. Vâng, chào bác ạ. Bạn vâng, thì đối với ngôi nhà này thì công ty anh em công ty Kisato có thiết kế cho gia đình. Thì bác có thể chia sẻ cho mọi người biết là về những khó khăn hay là những có trở ngại gì trong quá trình làm không bác đối với bản vẽ của bên thiết kế bên cháu ạ? À, thì công trình của gia đình được thuê cho cháu thiết kế để thi công cho công trình gia đình cho anh Lực Lương. À vâng. Tôi thì là trực tiếp là bố của cho anh Lực Lương. Vâng. Cái bản vẽ đó thì là có nghệ thuật thi công là cũng dễ hiểu. À dạ vâng. Làm theo đúng thi công. Công ty làm thì thợ thì là cũng dễ xem, dễ để thi công. À dạ vâng. Vâng, cháu rất cảm ơn. Ý tưởng của anh Lực là sao mà thể hiện được đúng cái ngôi nhà, đúng mong muốn của gia đình. Bởi vì anh Lực cũng là chính ra là ở xa, cũng rất là lo lắng về ngôi nhà của mình, muốn là xây lên mà phải đúng ý theo ý tưởng của anh một tí đúng không anh? Để mai sau anh về thì có thể ở đúng ngôi nhà theo đúng ý mình. Đấy thì nếu mà bác có những khó khăn hay như nào thì ví dụ như mai sau có vấn đề gì mình sử dụng bác cứ alo lên với anh em cháu thì anh em cháu nếu mà hỗ trợ chắc chắn là sẽ hỗ trợ hết mình cho gia đình. Hôm nay là rất vui về bữa tân gia cả gia đình và rất là ngôi nhà đẹp đúng ý của anh Lực, đúng là gửi gắm tình cảm vào công ty cháu thì cháu rất là cảm ơn gia đình vợ bác. Vâng, vâng, cháu cảm ơn bác. Thay mặt gia đình tôi cảm ơn sự quan tâm của công ty. Đã, thứ nhất là thiết kế cho gia đình tôi. Dạ vâng. Và hai là lại có dịp về thăm gia đình tôi để nắm được chương trình của ngôi nhà. Cũng ngôi nhà là tôi thấy cũng là đẹp cực kỳ. À vâng. Gia đình. Vâng vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Vâng. Vâng. Thế cháu xin phép bác để cháu dẫn mọi người lên tham quan công trình của gia đình mình cũng như là gửi gắm lại cái video cho anh Lực để anh Lực có thể nhìn được ngôi nhà của mình ở bên nước ngoài có thể nhìn một cách chi tiết nhất, cụ thể nhất. Vâng. Vâng, vâng. Thì thay mặt gia đình thì xin nhất trí ạ. Vâng, vâng, vâng. Cháu cảm ơn bác ạ. Để vào thăm công trình của gia đình. Dạ vâng. Vâng, cháu cảm ơn bác nhé. Xin giới thiệu với các bạn, đây là phía bên ngoài của nhà anh Lực ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc với thiết kế là 2,5 tầng. Theo phong cách hiện đại với kết hợp là hệ thống cửa sinh pha cũng như là hệ thống sơn màu trắng sẽ làm nổi bật công trình. Các bạn có thể để ý đấy là những mảng tường trang trí như là màu đen kia là đang ốp gạch thẻ là tạo ra điểm nhấn công trình ở cái phần phía trước phòng ngủ của gia đình. Trên phía ban công trên tầng 3 là anh đang kết hợp hệ thống là hệ thống lam Ilok 304 có thể là che mưa che nắng và tạo ra cái sự tương quan về mặt kiến trúc cho cảnh quan công trình. Và phía bên ngoài như các bạn đã thấy đây là hệ thống cổng hàng rào của gia đình theo cũng là một phong cách hiện đại, hệ thống cổng 4 cánh cộng thêm là hàng rào xây cao tầm 1m và kết hợp những hệ thanh lam sắt bằng màu đen. Thì cái này khi các bạn làm kiểu này thì nó sẽ nhìn thấy được cả trong ngôi nhà của mình, sẽ không bị ảnh hưởng đến view. Ví dụ như là đường này rất là sát này, khi nhìn vào thì không bị ảnh hưởng view nhìn đến tổng quan công trình. Đấy, hệ thống cửa sổ và cửa đi của gia đình như các bạn thấy bên ngoài, đây là sử dụng hoàn toàn 100% là hệ thống cửa nhôm sinh pha. Kết hợp với là phía ban công trên tầng 2 là có hệ thống kính cường lực, là mang tính trẻ trung tại vì phong cách anh Lực đề xuất với công ty là đang thiết kế theo 100% là phong cách hiện đại, không có một chút đắp vẽ hay là hệ thống cửa gỗ như nào. Nếu như các bạn thấy là vẫn toát lên được cái vẻ hiện đại và trẻ trung của ngôi nhà. Để mà
biết thêm chi tiết thì xin mời các bạn theo chân mình vào tham quan công năng ở phía bên trong ngôi nhà. Vâng, đây chính là không gian phòng khách của gia đình. Các bạn có thể ý với diện tích khoảng 40m² thì nó sẽ chia làm hai không gian. Không gian bên trái là mai sau sẽ là để tiếp khách, gồm có là các bạn để ý đây là đang có cỗ, nhưng mai sau là anh sẽ kê một bộ hệ thống bàn ghế sofa cho gia đình ở khu vực này, kết hợp với là phía bên phải là có thể là không gian đệm cho gia đình sinh hoạt, cộng thêm là có thể làm gara khi mà gia đình cần thiết. Các bạn có thể để ý đây là hệ thống vách trang trí của gia đình, có thể đây là gỗ công nghiệp làm vách trang trí, cộng thêm là phần sau TV là các bạn có để ý là anh ấy đang trang trí là một cái vách giả đá để tạo điểm nhấn cho khu vực phòng khách của gia đình, kết hợp với hệ thống cửa sổ rất là rộng. Các bạn có để ý này, hệ thống cửa sổ là 4 cánh, lấy rất nhiều lực lượng ánh sáng cũng như là gió khi mà cần thiết. Với hai cái cửa 4 cánh phía đằng sau lưng mình này là hệ thống cửa 4 cánh rất là rộng để có thể là rất là những có công việc lớn như gia đình như hiện tại này thì có thể là rộng rãi, có một không gian thoáng mát là có thể phục vụ được. Các bạn có thể ý là cái hệ thống trần thạch cao ở phía bên trên nó chia làm hai khu riêng biệt nhưng nó vẫn có sự hòa hợp về mặt ánh sáng của gia đình. Tiếp theo đây là xin mời các bạn vào khu vực phòng ăn của gia đình. Đây là nhà anh Lực thì đang cái bộ sofa này đáng lẽ là kê phòng khách này nhưng đang có việc nên anh cho vào đây. Bộ sofa này thì đang là theo phong cách hiện đại, là chủ yếu là chất liệu da và gỗ. Đây mai sau anh sẽ kê một khu vực bàn ăn của gia đình ở khu vực này để sinh hoạt. Còn phía sau các bạn đây chính là khu vệ sinh chung với cả là khu bếp nấu nướng riêng của gia đình. Đây xin các bạn tham quan. Đấy, với khu bếp này là rộng khoảng 10m² với tất cả đầy đủ tiện nghi của gia đình, từ bàn bếp, chậu rửa, lò bếp từ, hút mùi đều đầy đủ chi tiết. Và hệ thống cửa đây, các bạn có thể ý cửa này đang là thứ nhất là nó có tác dụng là ngăn mùi từ phòng bếp ra ngoài phòng ăn và phòng khách của gia đình. Thứ hai nữa là nó có tác dụng là lấy ánh sáng, khi mà mình đứng nấu trong này có thể nhìn ra khách khứa hay là gia đình ở bên ngoài và cũng không ảnh hưởng gì, vẫn đầy đủ ánh sáng. Còn phía bên phải này là có một cái cửa nhỏ để có thể là thông thoáng khi mà mình nấu nướng thì nó sẽ bay ra phía bên ngoài luôn. Phía bên ngoài của anh ấy là một khoảng đất còn 50 phân là để lấy sáng là chính và không khí. Các bạn có để ý phía bên này là khu vệ sinh chung của gia đình. Đây gồm có phần xí tách riêng và phần tắm tách riêng. Đây phần tắm thì cũng đầy đủ tất cả các thiết bị như tất cả các nhà gồm có lavabo, vòi sen tắm, tất cả hệ thống bình nóng lạnh đầy đủ chi tiết. Với khu vực này là anh ý thiết kế là nó do địa hình thế đất là đang bị chéo nên các bạn nhìn thấy là nó hơi bị chéo, nhưng đấy là anh tận dụng không gian để làm sao mà cái diện tích sử dụng ở phòng khách, cả phần phòng ăn này là rộng nhất có thể, để tại vì như các bạn thấy đấy, gia đình nhà anh Lực là rất là đông người đấy, thì cần ví dụ như có việc này thì cần những không gian lớn để anh có thể phục vụ được. Đây các bạn có thể tham quan thêm khu vực, đây là một cái phòng ngủ. Đây là anh định là cho hai bác, tại vì hai bác cũng lớn tuổi không muốn đi lên tầng 2 để làm sao nó tiện trong công năng sử dụng. Đây với phòng ngủ này diện tích khá là rộng, diện tích khoảng 16m². Đấy thì các bạn thấy là đầy đủ hệ thống gồm có cửa sổ lấy sáng. Mai sau anh sẽ kê giường vị trí này, có phần TV. TV thì gia đình đặt ở vị trí này. Đấy cửa thì tất cả cửa đây như các bạn thấy, hệ thống cửa rất là chắc chắn, cửa composite, chất liệu mới, gồm có bột đá, bột nhựa. Đấy. Tiếp đến như các bạn đấy, để mà mình lên được không gian tầng 2 thì sẽ phải đi qua khu vực cầu thang. Tại vì phong cách thiết kế của gia đình là thiết kế theo phong cách hiện đại nên cái phần cầu thang anh cũng làm theo rất là hiện đại. Như các bạn để ý, đây với hệ thống cầu thang là dạng giật cấp. Đây như các bạn đấy, cái này rất là đẹp trong quá trình làm nhưng hơi bị khó khăn trong quá trình thi công. Đấy cần đòi hỏi cái một bản vẽ rất là chi tiết và cụ thể thì các bác thợ thi công theo thì rất là dễ làm. Đấy các bạn thấy đây là hệ thống là kính cường lực kết hợp với con tiện là gỗ. Với kính cường lực này thì người ta thường là sẽ làm là cái bản lề người ta sẽ bắn ra bên hông này, như các bạn để ý nhá.
thì sẽ làm tối đa được cái phần diện tích của cái bản thang này. Bản thang này như bạn giúp đã rất là rộng rồi, nhưng khi mình đã làm theo kiểu này thì nó càng tôn được cái vẻ cầu thang và càng rộng hơn nữa. Với cầu thang này mình bên mình đang thiết kế cho anh Lực là 1m2, tại vì anh bảo là cũng muốn là cái cầu thang rộng đi lại cho thoải mái, với cả để làm sao cho nó điểm nhấn của ngôi nhà là chính. Đây, xin mời các bạn lên tầng 2. Vâng, đây là không gian tầng 2 của gia đình. Tôi xin giới thiệu qua tổng quan của công năng tầng 2. Tầng 2 gồm có 3 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh chung, 1 khu sân phơi và 1 khu phòng thờ. Đây, các bạn có thể đi vào khu phòng thờ. Đây, phòng thờ, trước khi mình bước vào phòng thờ thì sẽ có đi qua một hệ thống cửa hai cánh. Đấy, anh bên mình thiết kế rất là rộng, tại vì khi mà các bạn ý nhá, phòng thờ nhá, thì mình hay phải bê những mâm cỗ lên để thắp hương ấy, thì khi mà cái hệ thống cửa này rất là rộng này, mình bê cỗ cái thứ nó rất là tiện. Mà tất cả hệ thống cửa nhà anh ấy dùng, các cửa thông phòng đều dùng cửa composite hết. Đây, rất là chắc chắn. Đây, như các bạn thấy, phòng thờ của anh ấy thì gồm có là phần phía sau là anh đang trang trí một cái vách thờ bằng gỗ công nghiệp, cộng với hệ thống cửa sổ và cửa hai cánh ra khu vực ban công. Đây, với phòng thờ này nó chỉ rơi vào tầm diện tích là 10m2, nhưng đầy đủ được công năng, ví dụ như có thể phục vụ được việc thờ cúng gia đình. Tại vì anh trong gia đình anh cũng chia sẻ là việc thờ cúng là rất là thường xuyên, từ ngày rằm mồng 1 đến có thể là những ngày giỗ, nên gia đình rất là nhiều việc, nên một cái phòng thờ nó phải đầy đủ diện tích để có thể là thắp hương và cúng bái được tổ tiên. Đây, các bạn có thể dẫn ra khu vực, đây là khu vực ban công của gia đình, thì nó là thông thoáng phòng thờ, ví dụ khi mình thắp hương mình mở cửa ra thì cái hơi hương nó sẽ bay ra ngoài luôn, nó không bị bí bách trong phòng. Đấy, tiếp theo thì mình xin giới thiệu với các bạn, đây là cái phòng ngủ tiếp theo của gia đình. Đây là một phòng ngủ có diện tích khoảng là 16m2 với đầy đủ công năng. Đấy, anh mới hoàn thiện xong phần nội thất. Đây là phần giường ngủ đây. Cái tủ quần áo là sử dụng hết, tất cả đều là dùng gỗ công nghiệp nha các bạn nhé, đều dùng cánh trượt để làm sao tăng được cái diện tích sử dụng mà không bị ảnh hưởng. Và những cái ô vách trang trí ấy, cộng với mai sau sẽ lắp một cái hệ thống tivi ở đây, cộng với cái bàn học cho các cháu ở khu vực này. Đây, như các bạn ý, rất là tiện dụng, có thể là hai cháu cùng học một chỗ và đều có thể cất sách cất vở. Vâng, tiếp đến xin mời các bạn, đây là một phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này có thể là phòng ngủ cho khách của nhà anh Lực các bạn ạ. Đấy, thì cơ bản là đang có một cái giường và cũng đầy đủ công năng, mai sau sẽ cái tủ quần áo khu vực này. Và theo thiết kế là đây có đầy đủ ổ cắm để chờ tivi ở khu vực này nữa các bạn nhé. Và cái điều đặc biệt nhất đây xin giới thiệu các bạn, đây là khu vực phòng tắm chung của gia đình. Đây, xin mời các bạn. Đây, phòng tắm anh tận dụng rất là khéo léo cái phần góc chéo của gia đình. Đấy, anh đặt một cái bồn tắm rất là rộng rãi thoải mái, gồm có lavabo, vệ sĩ, bồn tắm. Đấy, khi mà công việc căng thẳng về chỉ cần tắm trên cái nằm trong cái bồn này là cảm giác là nó sẽ rất là thoải mái luôn các bạn. Đây, các bạn ý là khu vực máy giặt của gia đình. Sau khi sinh hoạt tắm giặt xong thì mình có thể có cái máy giặt đây luôn, có hệ thống cấp điện cấp nước đầy đủ, có thể giặt rũ, giặt trong đây và mang ra ngoài. Đây là khu vực sân phơi của gia đình luôn anh ạ. Đấy, đây thì giặt xong các bạn mang ra đây là phơi phóng được luôn. Kết hợp với đây là hệ thống sắt inox 304, vừa có tác dụng bảo vệ, vừa thứ hai là có thể là ví dụ khi phơi nó không bị bay quần áo sang hàng xóm hay như nào thì các bạn rất dễ cứ sử dụng là hệ thống tay lưng thông minh này. Đấy, có thể lưng hạ để phơi quần áo một cách dễ dàng. Đây là giải pháp làm sao mà để tiết kiệm không gian phơi phóng cho gia đình. Và xin mời, đây còn một phòng ngủ rất đặc biệt, đây là phòng ngủ master của gia đình, xin mời các bạn. Vâng, xin giới thiệu, đây là phòng ngủ của vợ chồng nhanh lực. Đấy thì đang có nhà có công việc thì mình xin nói qua về mặt tổng quan của cái phòng này. Phòng này nó có diện tích là rộng nhất trong gia đình, nó rơi tầm là 23m2 các bạn nhé, là gồm đầy đủ các công năng cho gia đình. Và có điểm quan trọng nhất là các bạn có thể để ý một tí là cái hệ thống cửa 4 cánh của gia đình ấy, là mở ra đấy, khi mà anh thức dậy vào buổi sáng anh mở cửa ra mắt là từ không khí ánh sáng cái thứ đầy đủ luôn, mang cái tính rất là thoải mái cho gia đình về mặt công năng. Đây là phòng ngủ này là anh chị rất là hài lòng về cái từ hướng đến cách bố trí và công năng trong cái phòng ngủ đấy. Và xin mời các bạn tiếp lên là cái phần tầng trên của gia đình. Vâng, đấy các bạn, đây là công năng trên tầng 3 của gia đình. Đây, như các bạn đã thấy, đây là một cái phòng ngủ chờ của gia đình nhé. Vẫn chưa hoàn thiện nội thất, tại vì về mặt
Công năng thì gia đình chưa cần thiết nên do thời gian hơi gấp nên anh chưa hoàn thiện nội thất. Thì phòng ngủ này tương đương với cái phòng ngủ ở phía bên dưới như mình vừa giới thiệu ấy, thì nó cũng có, mai sau anh sẽ kê một cái giường ở khu vực này này, cả một cái tủ quần áo khu vực này đấy, là sẽ vào một cái khu vực tivi ở đây, sẽ đầy đủ cái công năng trong phòng này. Và cái hay nhất là cái phòng ngủ này là chính là cái hệ thống cửa này, như bạn có thấy này, cửa trượt bốn cánh đấy. Ví dụ như mình không mở cánh, mở cánh thì nó sẽ rất là tốn diện tích, trượt này thì rất là thuận lợi này. Khi mà mở cánh ra phát là mình có thể ra được cái không gian đây, các bạn có thể ra không gian này, không gian này gọi là sân chơi của gia đình, rất là rộng. Phía bên trên là hệ thống lam bê tông, anh đã đổ những cái thanh lam với khoảng cách nhau tầm 500 mm, và phía bên trên là một tấm mica, thứ nhất là lấy sáng, thứ hai là cản mưa. Anh có thể là khu vực này ví dụ tối bạn bè lên có thể là kê một cái bàn nhỏ nhỏ đây và anh em cùng chung vui hay là uống bia chúc mừng, rất là thuận lợi. Và cái điểm nhấn công trình như mình vừa nói phía dưới đây, các bạn có thể quan sát kỹ hơn, đây là hệ thống, là hệ thống lam giả bê tông nha các bạn nhé, hệ thống lam bê tông sơn giả gỗ đây. Các bạn thấy tất cả những vân, các bạn những anh thợ sơn sơn đấy nhìn sẽ rất là giống gỗ đấy, cái màu nó cũng rất là màu gỗ. Khi mà trong một cái phối cảnh ngôi nhà toàn màu trắng thế này thì cần những cái điểm màu, nó điểm nhấn như này thì nó sẽ làm nổi bật công trình hơn nữa cho các bạn. Đây vẫn là cái hệ thống lan can kính cường lực ở trên tầng 3. Với hệ thống này thì thứ nhất là có tác dụng bảo vệ, thứ hai là tăng điểm nhấn công trình với vẻ tính hiện đại, với cái mặt tiền 8,7m như của anh này đấy, với một cái kèm theo đấy là một khu vực bồn hoa của gia đình. Đây anh đang trồng một cây cảnh rồi, thì mai sau anh sẽ trồng thêm một cái chùm hoa, cái hoa nhỏ ở dưới này để làm sao mà nó xanh mát. Ví dụ đứng ở trong phòng có thể nhìn ra một cái khu tiểu cảnh nho nhỏ của gia đình. Tiếp đến đây như các bạn quan sát này, đây là hệ thống lam bằng sắt hộp của gia đình đấy, rất là vững chắc với những thách hộp này. Phía bên này anh lại không làm tấm che chắn, tại vì anh muốn lấy hoàn toàn cái ánh sáng ở khu vực này, tại vì khi mà đứng ở phía dưới nhìn lên thì nó sẽ rất là đẹp. Xin mời các bạn, đây phía sau còn trong khu này nó còn có một khu vệ sinh nữa nhé. Khu vệ sinh này là để cho cái phòng ngủ này để xử lý, để mình sử dụng. Đây, vẫn đầy đủ công năng, từ vòi sen tắm, lavabo, bệ xí. Đấy, các bạn để ý là nhà cái góc này hơi chéo chéo là do cái khuôn đất nó vậy thôi. Đấy, phía sau đấy là cái phần sau này là một cái phần sân phơi phụ của gia đình. Và có để hệ thống tét nước, năng lượng mặt trời. Đây như các bạn có thể ra đây, đây là toàn bộ hệ thống cung cấp nước cho gia đình ở phía bên dưới. Với cái hệ thống tét nước mà đặt cao này thì đảm bảo đầy đủ áp lực, từ áp lực đi vào cái phòng vệ sinh bên này, cộng thêm là cả các hệ thống vệ sinh ở bên dưới đều theo một trục cố định. Đấy, có nhà anh sử dụng thêm hệ thống đó là thái dương năng, năng lượng mặt trời. Đấy, quay về cái hướng mà rất nhiều nắng nhé các bạn nhé. Đấy các bạn có để ý. Đấy, sau khi là hệ thống nước cấp vào đây, cấp vào cái bình năng lượng mặt trời này, đun nóng lên thì nó sẽ cấp cái hệ thống nước nóng cho gia đình ở phía bên dưới sử dụng một cách thuận tiện mà không cần phải tốn quá nhiều điện trong quá trình sử dụng. Đấy các bạn có để ý là hệ mái nhà anh đang là hệ thống mái, là các phần diềm đổ ra bên ngoài nhé, từ mép tường đổ ra toàn là hệ thống diềm bê tông hết. Nhưng bên trong đều là hệ thống kèo sắt và bắn lợp ngói, ngói bắn vít hết. Và hai cái này là hai mái chéo, có thể là chéo vào với nhau, mỗi góc nó tầm rơi vào tầm 25 độ các bạn, để tạo điểm nhấn công trình. Vừa rồi các bạn vừa tham quan xong mẫu nhà 2,5 tầng của nhà anh Lực ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Nếu các bạn có nhu cầu cần tư vấn thiết kế, đừng ngần ngại, hay gọi vào số hotline phía bên dưới của công ty Kisato để được đội ngũ nhân viên bên công ty tư vấn một cách cụ thể, chi tiết, làm sao được ngôi nhà mơ ước, làm cho quý vị và các bạn hài lòng nhất. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của công ty Kisato để nhận được các video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.